Đến lượt Trấn Thành lên tiếng sau hàng loạt thị phi. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, câu chuyện Trấn Thành bị từ chối nhập cảnh ở Mỹ đã gây ồn ào trên các mặt báo. Chưa dừng lại ở đó, Harry Won chia sẻ rằng Trấn Thành phải về nước và hành lý của cô cũng bị trả về cùng anh luôn. Cô ở lại Mỹ chỉ với 300 đô la Mỹ trong người. Câu chuyện của cặp đôi này đang là đề tài bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội. Cách đây ít giờ, Harry Won vừa bức xúc chia sẻ trên Facebook khi dư luận lên án việc chỉ mang 300 đô la Mỹ đi Mỹ. Ngay sau đó thì Trấn Thành cũng viết trên trang cá nhân của mình những dòng tâm sự sau ồn ào. Anh viết, trải qua bao sóng gió, thị phi cứ vô tội vạ ập tới, đôi lúc cũng làm con người nản lòng. Khi chúng có ít nhiều thành công, cũng đồng nghĩa với việc mình sẽ trả giá. Có được, sẽ có mất, nhưng chúng ta hãy nhìn vào cái còn, vì đó là tất cả những tinh hoa được kết tủa sau quá trình lao động miệt mài mà tôi len lén gọi đó là thành quả của mình. Trấn Thành năm nay sẽ ra thật nhiều hài, sẽ lại là thằng nhóc cưng cưng, tưng tửng mà quý vị đã yêu ngày nào. Xin đời và người cho tôi hai chữ bình yên để tôi tiếp tục được sống, cháy đam mê, hy vọng và cống hiến. Bên cạnh đó, Trấn Thành cũng cảm ơn khán giả đã yêu thương và hiểu mình sau tất cả vướng mắc của cuộc đời. Bên cạnh đó thì trang page chính thức của Trấn Thành cũng đã được 10 triệu lượt thích. Nam diễn viên vui mừng cho biết đó là một gia tài lớn của người nghệ sĩ. Thanks for watching. Do not forget to like. And do not forget subscribe.